Vừa qua, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo đào tạo vai trò của quản trị thương hiệu trong kinh doanh. Xây dựng và phát triển thương hiệu là vấn đề thời sự trong giai đoạn Việt Nam hội nhập ngày một sâu rộng với thế giới, với sự cạnh tranh quyết liệt nhằm giữ vững mở rộng thị trường phát triển sản xuất. Thương hiệu quốc gia là tài sản vô hình của quốc gia và thương hiệu doanh nghiệp chính là tài sản của mỗi doanh nghiệp. Doanh nghiệp xây dựng thương hiệu tốt thì tài sản này mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho doanh nghiệp. Khi mà chúng tôi có được sự công nhận của thương hiệu của chương trình thương hiệu quốc gia và chúng tôi đã triển khai đồng bộ tất cả các cái hoạt động, từ những hoạt động nhỏ nhất và đã đem lại hiệu quả cho chúng tôi, và chắc chắn rằng là trong những năm tới và những tiếp theo chúng tôi luôn luôn giữ vững và sử dụng cũng như là tuân thủ cũng như là ý thức được đầy đủ cái trách nhiệm của mình đối với quốc gia về cái sản phẩm đại diện cho Việt Nam. Định hướng cái thương hiệu chúng tôi là sẽ gắn với các hoạt động của cộng đồng, thể hiện qua cái slogan của tập đoàn là chúng tôi cộng đồng và phát triển. Thông qua các hoạt động cộng đồng đó thì chúng tôi tạo được cái sự tin yêu đối với người tiêu dùng về cái thương hiệu của chúng tôi. Theo các chuyên gia về thương hiệu, một thương hiệu mạnh tích hợp được 3 yếu tố, đó là sản phẩm thương hiệu có sự khác biệt và có giá trị tăng thêm. Không phải ngành nào, thị trường nào cũng có khách hàng trung thành. Trong marketing có quy luật gọi là quy luật đám đông. Để thay đổi được quy luật này rất khó, nhưng vẫn có thể làm được bằng cách thức mô hình kinh doanh mới. Ngoài ra, sự trải nghiệm của khách hàng trong nhận thức cũng có mối liên quan chặt chẽ đến giá trị thương hiệu, bởi cốt lõi của một thương hiệu mạnh là phải tạo ra sự hài lòng của khách hàng. Cứ mỗi một năm thì chúng tôi lại có rất nhiều thêm nhiều sản phẩm mới, nhiều thương hiệu mới ra đời. Thì bằng cái uy tín của giải thưởng này thì người tiêu dùng họ cũng, khi họ biết là của tập đoàn Tân Á Đại Thành, thì họ cũng dễ dàng đón nhận hơn. Chúng tôi tận dụng tốt những cái ưu đãi của chương trình thương hiệu quốc gia, chẳng hạn như là về xúc tiến thương mại, chẳng hạn như là về truyền thông. Bên ngoài ra chúng tôi đang tận dụng và rất triệt để là 8 ứng dụng của chương trình thương hiệu quốc gia. Tất cả các sản phẩm từ website hay từ hệ thống phân phối của chúng tôi, cũng như là trên các cái xe tải của chúng tôi triển khai một cách đồng loạt, thì hiệu quả mang lại là sau 3 tháng đầu năm, doanh thu của chúng tôi đã tăng lên là khoảng 20%, và cụ thể ra là trong năm 2014 thì chúng tôi đã tăng các chỉ tiêu, chúng tôi đã tăng trên 10%, mà chúng tôi đã nỗ lực tạo ra để khi mà chúng tôi có được sự công nhận của thương hiệu của chương trình thương hiệu quốc gia. Điều đầu tiên thì chúng tôi sẽ đầu tư các cái một cái quy trình sản xuất khép kín. Nó bao gồm các cái máy móc thiết bị, các dây chuyền mà công nghệ hiện đại, để bảo đảm là sản phẩm sản xuất ra nó đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Điều thứ hai là chúng tôi tập trung xây dựng cái hệ thống chi nhánh phân phối bán lẻ đưa đến tay người tiêu dùng. Còn điều thứ ba là về cái xây dựng thương hiệu, thì chúng tôi định hướng cái thương hiệu của chúng tôi là sẽ gắn với cái học với các hoạt động của cộng đồng, thể hiện qua cái slogan của tập đoàn là chúng tôi cộng đồng và phát triển. Thông qua các hoạt động cộng đồng đó thì chúng tôi tạo được cái sự tin yêu đối với người tiêu dùng về cái thương hiệu của chúng tôi. Thương hiệu là một trong những nhân tố quan trọng góp phần duy trì mở rộng phát triển thị trường trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp, nâng cao văn minh thương mại, góp phần chống cạnh tranh không lành mạnh. Vì vậy, điều hết sức cần thiết là các doanh nghiệp phải xây dựng và quản trị thương hiệu cho hàng hóa của mình để giữ vững mở rộng thị trường và phát triển sản xuất.